Một mẫu đá bắn cá an toàn, tiện dụng cho mọi người đam mê bộ môn đá cao su, đá bắn cá trên toàn quốc nhé. Đấy, chọn bộ phụ kiện như thế này. Chỉ từng này nhé, bọn em bán với cái giá là 150.000, chưa bao gồm tiền phí vận chuyển. Và mình là Tuấn Ngụy Trang, bọn mình chuyên cung cấp các bộ môn, các phụ kiện đá cao su, đá bắn cá ở trên toàn quốc ạ. Mọi người muốn tham khảo các sản phẩm của bọn mình có thể lên Google nhập trực tiếp website của bọn mình là nathun.com. Đấy, mọi người nhập nathun.com ạ trên Google. Đấy, thì nó sẽ ra cái sản phẩm của bọn mình. Dạo đây là giao diện website của bọn mình nhé. Bọn mình có để công khai giá cả sản phẩm, rồi tất cả các mẫu báo giá cụ thể. Mọi người không cần phải là inbox báo giá hay là gì hết. Mọi người chỉ cần lên đấy, xem. Nếu mọi người không muốn vào các danh mục riêng thì mọi người có thể bấm vào dấu ba vạch ở đây, và mọi người bấm vào mục sản phẩm, nó sẽ hiển thị cho mọi người tất cả các sản phẩm. Thì mọi người ghi lại, rồi sau đấy là mọi người nhắn tin trực tiếp cho shop của bọn mình qua Zalo hoặc là Facebook mình có để ở trên màn hình. Bọn mình sẽ gửi hàng cho mọi người nhé. Hàng thì bọn mình 90% là luôn luôn có sẵn hàng và chuẩn bị để gửi hàng cho mọi người ạ. Đây, quay lại với nội dung chính của video hôm nay, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu ná bắn cá. Ná này chuyên thì sẽ sử dụng cho bắn cá nhé. Đây, một cái bộ sản phẩm như thế này, không bao gồm các phụ kiện như dây thun hay mũi tên hay máy bắn cước. Vì bản chất là mình để riêng cái video này, dành riêng video này để giới thiệu cho mọi người những khách hàng cũ của bọn mình để có thể nâng cấp cái ná cao su lên cái phiên bản mới này. Phiên bản này thì thực chất là nó sẽ cồng kềnh hơn các bản ná cao su trong các combo của bọn mình ạ. Nhưng có điều là nó an toàn tuyệt đối 100% cho mọi người. Đây, có một cái tấm nhựa cứng như thế này. Tấm nhựa này nó dài khoảng tầm 4mm, thì đảm bảo cho mình là cái mũi tên nó sẽ không xuyên được qua cái này nhá. Đấy, an toàn tuyệt đối nha mọi người ạ, chú ý ạ. Về cái đồ gia công của cái ná này thì mình đánh giá là nó khoảng được 80% theo cái ý muốn của mình. Vì là một cái sản phẩm ná cao su giá rẻ. Đấy, như mọi người đã biết thì là cái ná như mọi người đang xem đây chỉ có giá là 150.000, thì mình cũng không thể yêu cầu cái độ hoàn thiện của nó được tốt hơn. Chất liệu tấm này là bằng nhựa này, khá là nhẹ. Đây, cũng bằng nhựa nhá. Đấy, ở cái phần này thì nó có riêng cái phần này thì được làm bằng hợp kim sắt nhá. Mình cũng chả biết là nó là, đây là nó là kim loại giờ rất là lạnh và gõ vào thì nó là kim loại nhé. Nhưng mà mình dùng nắp chân thì nó cũng không hít, chắc là đây là bằng hợp kim inox gì đấy. Ok ạ, mọi người có thể xem chị ạ. Và đây, và cái ná này nó sẽ có trợ lực nhé. Phần trợ lực là cái phần này, là mình sẽ vừa kết hợp làm tấm chắn bảo vệ, và khi mình kéo cái dây thun thì có cái phần này nó sẽ trợ lực vào cổ tay, thì để cho cái lực bắn của mình nó sẽ được tốt hơn ạ. Và phụ kiện trong cái bộ này mình sẽ có những cái gì ạ, mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhé. Ở đây nó sẽ có các lục lăng để mình có thể mở các đây, các con ốc này, có các con ốc ở đây, các con ốc này có thể mở ra mở vào. Còn các cái này thì mọi người có thể sử dụng tua vít bốn cạnh để mở bình thường nhé. Tiếp theo thì là nó sẽ có ba cái chân đèn như thế này. Chân đèn này tức là nó sẽ lắp ở đâu ạ? Mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba cái chân đèn này là kích cỡ khác nhau. Kích cỡ là lỗ trong này khác nhau ạ. Còn cái chân ở phía trên này là đều giống nhau nhé. Mình sẽ lắp vào cái khe hở ở đây. Đây, mọi người thấy không ạ? Mình sẽ lắp vào khe hở ở đây. Đấy. Và mình sẽ bỏ ở đây là cái đèn pin hoặc là cái đèn laser. Thì video này mình chưa có sẵn đèn pin và laser để giới thiệu cho mọi người. Mọi người chờ mình giới thiệu cái bộ combo đầy đủ về chỉ việc sử dụng ở trong cái video lần sau nhé. Đấy. Và mình sẽ bỏ con ốc này vào đây thôi. Bỏ bên này rồi siết ốc lại. Rất là đơn giản. Đấy. Và nó sẽ có ba kích cỡ khác nhau để phù hợp với hầu hết các loại đèn pin, đèn laser ở trên thị trường Việt Nam ạ. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba cái kích cỡ đây. Đây, mình sẽ đo ở đường kính trong nhé. Là có 18mm này, 20mm này,
và đây là khoảng 25mm. Thì là cái này nó có thể chênh lệch 1 đến 2 ly thì vì mình có thể nới ra nới vào được mà. Cái này bằng nhựa. Đấy, ok. Theo mình nghĩ thì nên bỏ đèn pin thôi, vì cái laser thì mình bỏ vào thì nó cũng không được chuẩn xác lắm. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình là mình không nên sử dụng laser, mình chỉ sử dụng đèn pin thôi để mình đi chiếu đêm ạ. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này nó còn có một cái thanh ở dưới này. Mình sẽ mở hai con ốc này lên thì để mình sẽ, cái này là mình sẽ mua cái ná này thì mình không cần phải mua cái dây đeo máy vào cổ tay hay là cái găng tay bảo vệ nữa. Đấy, mình sẽ bỏ trực tiếp vào cái máy như thế này ạ. Ok, mọi người xem nhé. Đây mọi người nhé. Như mọi người đã thấy thì là mình sẽ gắn trực tiếp cái máy bắn cướp vào trong cái chân của cái ná này ạ. Đây rất là chắc chắn, mọi người không phải lo đâu. Ok, đây khi mình bắn thì mình sẽ vòng cái dây cướp này lên, kéo trên mũi tên và sẽ bắn như thế này. Ok ạ, mọi người thấy chưa ạ? Khá là ổn chứ nhỉ? Vâng. Vâng, video vừa rồi mình đã giới thiệu qua về cái sản phẩm ná trợ lực này. Thì video này thì mình đã giới thiệu như ban đầu đấy, 150.000 là chỉ gồm cái ná, phần ná thôi. Và phần phụ kiện này không bao gồm máy bắn cước, không bao gồm dây thun gì cả. Đấy, để mọi người tham khảo và nâng cấp. Thì cái video tiếp theo thì bọn mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn về cái mẫu ná này nhé. Và mình sẽ kết hợp một số cái phụ kiện để cho mọi người xem kỹ ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi ạ. Chào mọi người.